AIN Robot M-Spot là một trong những dòng sản phẩm kết nối nhanh nhất trên thị trường hiện nay, chỉ trong khoảng 20 giây. AIN Robot M-Spot thì được thiết kế tản nhiệt hai bên và đằng sau, giúp cho thiết bị hoạt động liên tục 24/24 mà không bị nóng, chật hay là lắc. Em này thì sử dụng GPS Ceramic, bắt sóng tốt mọi lúc mọi nơi, ngay cả khi mà xe bạn đậu trong nhà hay là trong hầm thì nó vẫn bắt sóng rất là tốt. Chỉ có trong tim em là không bắt được thôi. Wow. Em này thì sử dụng hệ điều hành Android 11 mà có thể nâng cấp lên Android 12. Đặc biệt thì cái dòng sản phẩm AIN Robot M-Spot thì được nhập khẩu chính ngạch với đầy đủ các chứng nhận về chất lượng an toàn từ nhà máy. Mách nhỏ cho các bạn là sản phẩm này có giá cực kỳ cạnh tranh, chỉ 6.890.000 đồng. Đặc biệt ưu đãi cho các khách hàng của M-Spot là sẽ tặng một sim Vinaphone trong vòng 6 tháng. Ngoài ra thì các bạn sẽ được tặng kèm một cái Vietmap S2 còn có hai dây đầu để kết nối. Đây là dây đầu USB để kết nối cho các cái dòng xe thông thường, và đây là dây đầu Type-C để kết nối cho những dòng xe mới như là Mercedes hay là Porsche. M-Spot có trang bị cho dòng sản phẩm này một miếng keo dán 3M để cố định vị trí của AnRobot trên xe, tránh cái trường hợp mà xe khi mà di chuyển qua những cái đoạn đường dốc hay là giằng sóc thì AnRobot sẽ không có phát ra cái tiếng kêu lọc cọc trên xe của mình. AIN Robot M-Spot còn được các hãng xe và các dòng xe sang tin dùng. Ngon sẽ để một số hình ảnh AIN Robot trên các dòng xe sang ở đây, thì mời mọi người cùng xem nhé. Cảm ơn các bạn đã đón xem. Nếu có bất kỳ ý kiến nào hãy comment vào phần bình luận bên dưới, Ngon sẽ giải đáp cho mọi người trong bằng những video sau. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.